Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Nguyễn Thị Mông Hồng, nhân viên của Bộ Môn Nhi. Hôm nay tôi nói về cái đặc điểm của hệ tạo máu ở trẻ em. Thì đối với đặc điểm hệ tạo máu ở trẻ em, thì nội dung của bài này sẽ nói về cái vấn đề nguồn gốc, thời gian và đặc điểm hoạt động của cơ quan tạo máu. Cái nội dung thứ hai là cần biết được cái đặc điểm của tế bào máu theo tuổi ở trẻ em. Và cái nội dung thứ ba sẽ nói về cái đặc điểm này đông máu ở sơ sinh. Đầu tiên, cái nội dung đầu tiên là cái sự tạo máu. Thì mình cần nắm cái sự tạo máu trước sinh. Thì có trong ở da, sự tạo máu nó bắt đầu từ cái giai đoạn phôi, tức là các tế bào gốc tạo máu đa năng sản xuất tăng sinh và tạo ra các tế bào máu. Sau đó có sự tham gia tạo máu của gan, lách, bạch huyết và tủy xương. Tuy nhiên, cái giai đoạn tạo máu trước sinh chủ yếu là ở gan, và tủy xương thì cái giai đoạn sau, và tủy xương sẽ kéo dài cho tới tới sinh và trưởng thành. Sau sinh thì cái sự tạo máu ở chủ yếu là ở tủy xương, còn ở gan lách sau đó, sau sinh khoảng 10 ngày thì sẽ dừng lại, xem như là từ sau khi mà bé được sinh ra thì chủ yếu sự tạo máu ở tủy xương. Và tất cả các tủy xương đều tham gia tạo máu từ thời điểm sau sinh. Tuy nhiên, tới thời điểm 4 tuổi trở đi thì cái chức năng tạo máu của tủy xương được giới hạn ở các đầu xương dài, xương dẹp, xương ngắn và thân cột sống. Tới 25 tuổi thì tạo máu tập trung ở phần tư gần của xương đùi, xương cánh tay và trục xương như là xương sọ, xương sườn, đất, xương vai, xương đòn, xương chậu và phần trên xương mu. Và như vậy là tủy xương, từ sau sinh là tủy xương là cơ quan chủ yếu để tạo ra máu. Và các tế bào máu được tạo ra là hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu và rất ít tế bào mỡ. Giai đoạn bào thai, trong cái đặc điểm về tế bào máu, nội dung thứ hai nói về đặc điểm tế bào máu, thì ở giai đoạn bào thai thì có các tế bào máu như hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu. Tuy nhiên, mình sẽ thấy là cái hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu ở giai đoạn bào thai này sẽ khác so với giai đoạn mới được sinh ra. Hemoglobin của cái giai đoạn bào thai sẽ tăng dần từ tuần thứ 10 đến tuần 39. Và như vậy, mình thấy là cái hemoglobin mà bệnh nhân ở một bé mới được sinh ra thì có nồng độ rất cao, là khoảng 16,6 gram trên đề. Và trong giai đoạn bào thai thì phần phần hemoglobin chính là hemoglobin F. Và sau khi sinh ra thì hemoglobin F sẽ giảm dần và hemoglobin A1 sẽ tăng dần lên. Còn ở thành phần bạch cầu thì giai đoạn bào thai thì bạch cầu rất là thấp. Sau đó sẽ tăng dần từ tuần 15 cho tới tăng dần tới tuần 30. Có thể giai đoạn tuần 15 là khoảng 1 phần 6 và tăng dần tới khoảng 6 phần 4 ở giai đoạn tuần 30. Và trong giai đoạn này thì bạch cầu chủ yếu là lympho. Còn tiểu cầu thì xuất hiện, cái mẫu tiểu cầu mà sản xuất ra tiểu cầu sẽ xuất hiện từ tuần thứ 9 tới tuần thứ 10. Và đến tuần thứ 13 thì cái mẫu tiểu cầu hiện dưỡng trong tủy xương. Và số lượng tiểu cầu sẽ tăng và bằng với người lớn ở giai đoạn tuần 8 của thai. Bước sang giai đoạn sơ sinh, tức là giai đoạn sau khi trẻ sinh ra, thì cái diễn tiến hồng cầu nó thay đổi rõ qua hai hiện tượng xảy ra kế tiếp, đó là hiện tượng đa hồng cầu ngay sau khi sinh và tiếp theo đó là hiện tượng thiếu máu sinh lý. Thì hiện tượng thiếu máu sinh lý này sẽ thấp nhất vào tuần lễ thứ 8, hồng cầu có số lượng thấp nhất vào tuần lễ xin lỗi, hồng cầu thấp nhất và vào tuần lễ thứ 8 và 9 sau sinh. Và thành phần hemoglobin chủ yếu ở trẻ sơ sinh đủ tháng là cái hemoglobin F khoảng 50 tới 80% và hemoglobin A1 là khoảng 15 tới 50%. Tuy nhiên, cái phần trăm này sẽ thay đổi, nghĩa là F sẽ thay đổi theo cái xu hướng giảm xuống và hemoglobin A1 sẽ thay đổi theo cái xu hướng tăng lên. Ở giai đoạn sinh ra thì bạch cầu có sự thay đổi như thế nào? Người ta thấy là bạch cầu đa nhân trung tính, từ ngay sau sinh cho tới 5 ngày đầu thì số lượng bạch cầu tăng cao, và trong đó là cái bạch cầu đa nhân trung tính chiếm ưu thế. Sau cái giai đoạn đó thì sẽ ổn định và không thay đổi suốt cái giai đoạn sơ sinh.
lympho bào B, xin lỗi, lympho bào thì từ ngay sau sinh lympho bào đã thấp hơn bạch cầu đa nhân trung tính, nhưng mà sau đó số lượng tăng dần lên và chiếm đa số sau sinh. Số lượng bạch cầu có thể thay đổi rất nhiều, từ 6.000 cho tới 30.000 và trung bình là khoảng 18.000 ở giai đoạn sơ sinh, và sẽ giảm dần tiến tới con số trung bình giống như là ở người lớn, tức là từ sau 2 tuần đầu đời đã tiến tới con số trung bình cho tới lúc trưởng thành. Còn tiểu cầu ở giai đoạn sơ sinh thì tiểu cầu là cái tế bào máu duy nhất mà phát triển ổn định cả về số lượng và hình dạng ngay trước khi sinh, và ổn định từ đó cho tới giai đoạn sinh ra và về sau. Trên cái phết máu ở trẻ sơ sinh thì mình thấy những ngày đầu sau sanh có đặc điểm là hình dạng hồng cầu bất thường hơn so với người lớn. Điều này có thể do hệ võng nội mô và lách, trẻ mới sanh chưa có chức năng hoàn chỉnh trong cái thanh lọc các thành phần bất thường, và bạch cầu có xu hướng chuyển trái. Đôi khi có sự xuất hiện các tế bào non mà rất là ít, và đây không phải là hiện tượng bệnh lý. Có sự thay đổi huyết học ở trẻ nhẹ cân và đủ tháng. Xin lỗi, ở trẻ đủ tháng mà nhẹ cân thì có sự tăng hồng cầu, tăng hemoglobin, tăng hồng cầu nhân ở ngày đầu sau sanh so với trẻ đủ cân đủ tháng. Tuy nhiên số lượng bạch cầu sẽ thấp hơn và bạch cầu chuyển trái cao hơn so với trẻ đủ cân đủ tháng, và tiểu cầu thường thấp dưới 150.000 và sẽ về bình thường. Sự thay đổi này sẽ về bình thường tuần đầu tiên. Ở những trẻ non tháng thì hoạt động tạo máu của trẻ non tháng bị đứt đoạn vào thời điểm sinh non, do đó cái hình ảnh huyết học sau sanh sẽ tương ứng với giai đoạn tuổi thai của bệnh nhân. Sự trưởng thành của hệ tạo máu sẽ tiếp tục diễn tiến theo cái diễn tiến tự nhiên của nó và không bắt kịp cái nhịp nhanh như những cơ quan khác sau sanh. Ở trẻ đẻ non tháng thì hồng cầu, hemoglobin đều thấp và có cái kích thước trung bình của hồng cầu tăng, còn hồng cầu nhân sẽ tăng cao hơn so với trẻ đủ tháng. Có sự thiếu máu sinh lý ở trẻ đẻ non, hemoglobin sẽ giảm từ sau sanh cho tới tuần 8 với 12, còn so với trẻ thiếu máu sinh lý thì thường là cho tới tuần thứ 8 và 9. Như vậy cái hiện tượng thiếu máu sinh lý ở trẻ đẻ non sẽ kéo dài hơn so với cái trẻ đủ tháng. Còn về bạch cầu thì số lượng bạch cầu đa nhân trung tính và cái lympho bào đều thấp hơn so với trẻ đủ tháng. Vì vậy mình thấy ở những trẻ non tháng sẽ dễ bị nhiễm trùng hơn so với trẻ đủ tháng. Đối với trẻ giai đoạn trên 1 tuổi thì hồng cầu về số lượng đã tăng và đạt được cái con số giống như của người lớn, và hemoglobin đạt được khoảng 13 tới 15 gram trên đề xích. Số lượng bạch cầu giảm dần đến con số trung bình giống như người lớn là khoảng 6 cho tới 8 ngàn lúc trẻ được khoảng 10 tuổi, và lympho B đạt số lượng tối đa và không đổi cho tới khi trẻ 2 tuổi, và sau 2 tuổi sẽ giảm dần cho tới khi đạt được 12, 18 tuổi. Cái nội dung thứ ba mình cần nắm trong cái đặc điểm hệ máu tạo máu ở trẻ đó là cái đặc điểm về đông máu ở trẻ sơ sinh. Thì mình lưu ý ở trẻ sơ sinh có sự khác biệt so với cái giai đoạn mà trẻ lớn hơn và cũng như người lớn, đó là cái sự giảm các yếu tố đông máu, trong đó chủ yếu là yếu tố 2, yếu tố 7, 9, yếu tố 10, yếu tố 11, yếu tố 12, giảm các chất kháng đông. Và đặc biệt lưu ý là cái protein C và protein S có sự giảm plasminogen, có sự tăng cái D-dimer cho tới 3 ngày sau sinh, có tăng yếu tố fondroparin trong huyết tương và giảm tạm thời chức năng của tiểu cầu với collagen và cái epinephrine. Và tất cả những cái hiện tượng rối loạn, tất cả những cái hiện tượng mà xảy ra ở trẻ sơ sinh này, tất cả những hiện tượng rối loạn này sẽ trở về bình thường sau khi mà trẻ đạt được 6 tháng tuổi. Như vậy mình cần nắm rõ các đặc điểm của hệ tạo máu ở giai đoạn trong bào thai, giai đoạn
sao sanh và giai đoạn trẻ sau 1 tuổi để từ đó ứng dụng được phân tích những cái thành phần tế bào máu ở trên trẻ đẻ non, trẻ đủ tháng và trẻ ở lứa tuổi nhóm tuổi lớn hơn. Bài nói đặc điểm hệ thống máu tới đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.